Mới đây trong một bài phỏng vấn với CNN, Tổng thống Zelensky cho biết rằng với Ukraine, cuộc chiến tại Donbass rất quan trọng bởi nhiều lý do và có thể ảnh hưởng đến kết quả của toàn bộ cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng một giải pháp ngoại giao luôn là phương án được ưu tiên hơn. Tổng thống Zelensky nói, chúng tôi không thể từ bỏ lãnh thổ của mình, nhưng Ukraine sẽ phải tìm một cách nào đó để đối thoại với Nga. Và cho biết thêm rằng các cuộc đối thoại sẽ không được thực hiện trên cơ sở tối hậu thư của Nga. Với ông Zelensky, đối thoại là cần thiết để giảm thương vong, mặc dù ông vẫn tự tin khẳng định rằng Ukraine có thể chiến đấu với Liên bang Nga trong 10 năm. Khi được người dẫn chương trình CNN hỏi liệu Ukraine có thể chiến thắng trong cuộc xung đột hay không, ông Zelensky cũng nói, tất nhiên là có và sẽ. Tuyên bố tự tin của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, Mỹ và phương Tây đã có những cam kết mới sẽ bổ sung các món vũ khí hạng nặng cho Ukraine để chống lại Nga. Đây chính là đòn thúc đẩy tinh thần lớn tới từ Mỹ, phương Tây. Sau một thời gian dài, họ chỉ viện trợ những thứ đã hết đát cho Ukraine, đủ để Ukraine phòng thủ kéo dài cuộc chiến, chứ chẳng thể phản công. Đức tuyên bố sẽ cung cấp một khoản viện trợ quân sự bổ sung tương đương với 1 tỷ euro cho Ukraine, chỉ ít là cũng có thể làm dịu những lời chỉ trích về việc nước này không gửi xe tăng. Trước đó thì Mỹ cũng hứa hẹn một khoản viện trợ mới trị giá 800 triệu đô la, bao gồm các xe bọc thép vận chuyển nhân sự và máy bay trực thăng. Anh cũng đang gửi các xe tuần tra bọc thép và tên lửa chống hạm, trong khi Cộng hòa Séc đã chuyển giao các bệ phóng tên lửa di động và xe tăng T-72 từ kho vũ khí thời Liên Xô cũ của mình. Slovakia, quốc gia đã gửi cho Ukraine hệ thống phòng không S-300, cho biết họ cũng có thể cung cấp máy bay tiêm kích MiG-29, một mẫu máy bay của Liên Xô mà các phi công Ukraine biết sử dụng. Thời gian tới Mỹ và EU còn viện trợ thì Tổng thống Zelensky còn tự tin để chống Nga tới người Ukraine cuối cùng. Ở chiều ngược lại, tuyên bố Ukraine sẵn sàng chiến đấu với Nga trong 10 năm của ông Zelensky có lẽ cũng sẽ khiến Mỹ và phương Tây yên tâm về việc những thứ mình viện trợ sẽ được sử dụng hết công suất, không để lãng phí một giây nào. Tuy nhiên với EU có lẽ họ chả được lợi gì nhiều khi mà cuộc chiến này thực sự kéo dài quá lâu như thế. Nhưng với Mỹ thì khác. Hơn ai hết, Mỹ là kẻ muốn Nga và Ukraine đánh nhau tới người cuối cùng, càng lâu càng tốt. Bởi vì cuộc chiến này là con gà đẻ trứng vàng cho Mỹ. Họ thu lợi từ rất nhiều thứ, mặc dù cũng có những thiệt hại, nhưng đó là cái giá tất yếu phải trả. Chiến tranh tại Ukraine ngày càng dây dưa, thì Mỹ càng bán được nhiều vũ khí lỗi mốt và khí đốt với giá cắt cổ cho các thành viên NATO và Ukraine. Qua đó, củng cố quan hệ lệ thuộc vào Mỹ. Ở chiều ngược lại, nếu không cung cấp đủ vũ khí và kinh tế cho Zelensky thì sẽ không thể nào kéo dài tình trạng nhung nhăng trên thực địa và điều đó có nghĩa sẽ không thể duy trì lợi thế trên bàn đàm phán giữa Nga với Ukraine. Điều này cũng lý giải vì sao Tổng thống Zelensky đi xịa trợ nhưng rất cao giọng với Mỹ và các thành viên NATO khác. Câu trả lời nằm ở chỗ ông Zelensky nắm được lợi ích thực sự của Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến này. Và rằng bản chất cuộc chiến này là do Mỹ đạo diễn, châu Âu phụ họa và Ukraine chỉ là công cụ. Mỹ xúi các nước trong EU phải cấm vận Nga mạnh vào. Nào là dầu mỏ, nào là khí đốt. Mỹ đi đầu để làm gương. Nhưng thực tế hóa ra dầu mỏ của Nga xuất sang Mỹ chỉ chiếm có 8% thị phần. Trong khi đó thì của Nga xuất sang EU là 25% thị phần dầu mỏ, 40% khí đốt. Vậy là Mỹ đang xúi dại mấy ông EU tự phá nồi cơm của mình. Sau đó thì khi mà họ đã thiếu năng lượng không chịu nổi thì Mỹ sẽ trở sang châu Âu bán với giá cao, thu về bộn tiền. Cái này cũng phải trách các nước EU đã không đủ tỉnh táo, vì nếu nhìn kỹ lệnh cấm của Mỹ, họ sẽ thấy ngay điều không ổn ở đây. Tại sao Mỹ không cấm vận nhập khẩu uranium, lithium, kim loại hiếm hay là động cơ đẩy tên lửa từ Nga? Đó cũng là những tài nguyên xuất khẩu chính bên cạnh dầu mỏ và khí đốt của quốc gia này cơ mà. Câu trả lời là vì Mỹ phụ thuộc vào những tài nguyên này từ nước Nga. Không giống dầu mỏ và khí đốt, Mỹ cần uranium cho các nhà máy điện hạt nhân, cần lithium và vài kim loại hiếm khác để sản xuất pin điện cho các xe điện, cần động cơ đẩy tên lửa cho chương trình chinh phục vũ trụ. Mỹ cấm những mặt hàng này là tự bắn vào chân mình. Họ không ngu để làm điều đó. Thế nên, Mỹ mới xúi EU cấm nhập khẩu dầu và khí đốt, vừa rung cây dọa khỉ, vừa tạo thị trường để buôn bán tài nguyên nước Mỹ. Ngoài mục đích hốt bạc thì Mỹ muốn kéo dài cuộc chiến cũng là để làm cho nước Nga suy yếu. Cái này thì không chắc là có thể khiến Nga thực sự ra lời hay không, nhưng mà với Mỹ kéo dài được tới đâu hay chừng đó. Mới đây thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen còn tự tin cho rằng Nga vỡ nợ chỉ còn là vấn đề thời gian. Mặc dù vậy thì Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cũng nhanh chóng đáp trả lại rằng
Việc Nga vỡ nợ có thể kéo theo châu Âu vỡ nợ cùng, trên cả phương diện tinh thần và vật chất. Ông Medvedev nhận định, hệ thống tài chính của Liên minh châu Âu không hoàn toàn ổn định và mọi người đang dần mất niềm tin. Đồng thời thì ông cũng đề cập đến vấn đề dòng người tị nạn cùng tình trạng thiếu thực phẩm thiết yếu có thể dẫn tới làn sóng bạo lực ở châu Âu. Đây chính là viễn cảnh trạng chết chúa cũng băng hà mà từ các lệnh cấm bắt đầu người ta đã nghĩ tới. Thế nhưng đó là Nga và châu Âu, còn nước Mỹ thì khó lòng mà vỡ nợ theo họ được. Rơi vào tình huống nào thì Mỹ vẫn đạt được mục đích. Tuy nhiên, nói vậy thôi, chứ khiến Nga vỡ nợ được thì cũng khó lắm. Sau thời gian chống trả quyết liệt những đòn trừng phạt chưa từng có của các nước phương Tây với Nga, Tổng thống Nga Putin mới đây đã phản đêm tuyên bố trên truyền hình rằng phương Tây muốn nhanh chóng làm đảo lộn tình hình kinh tế tài chính, gây hoảng loạn trên thị trường, dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng và tình trạng thiếu hàng hóa đối với Nga. Tuy nhiên, chiến lược kinh tế chớp nhoáng đã thất bại và thay vào đó dẫn đến sự suy thoái của nền kinh tế phương Tây. Trong suốt khoảng thời gian qua, đồng rúp đã mạnh lên và nước này đã ghi nhận mức thặng dư thương mại cao trong lịch sử là 58 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm. Giá tiêu dùng ở Nga tăng mạnh, tăng 17,5%. Đã vậy thì các đòn trừng phạt này lại phản tác dụng với những nước tạo ra nó. Khi lạm phát, thất nghiệp, đà suy giảm động lực kinh tế ngày càng tăng tốc ở các nước đồng minh châu Âu. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cũng thừa nhận giá tiêu dùng ở Nga đã tăng mạnh lên 17,5% vào tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái và đang thực hiện rất nhiều các biện pháp phù hợp nhất để đưa Nga thoát khỏi tình trạng này. Tóm lại, với Mỹ, cuộc chiến này kéo dài càng lâu càng tốt và để làm được điều đó họ phải tiếp sức cho Ukraine bằng vũ khí. Nhưng nếu viện trợ vũ khí hạng nặng ngay từ đầu thì sẽ khiến Nga phải đẩy nhanh cuộc chiến để tránh tổn thương sinh mạng. Như vậy thì đi tong mất kế hoạch. Bởi vậy họ chỉ cho cầm chừng, cho đủ để Ukraine phòng thủ chứ không thể phản công. Thật ra Mỹ không cho mượn vũ khí tối tân cũng một phần là bởi sợ mất thôi. Không phải là sợ Ukraine mượn xong không trả mà là sợ Tổng thống Zelensky không còn cơ hội để mà trả. Dù là có trả dưới bất kỳ hình thức nào cũng là trả. Không có cơ hội để trả ở đây có nghĩa là Mỹ cho rằng ông Zelensky sẽ không có cơ thắng được và chính quyền ấy sẽ đi tong. Nếu chính quyền của Tổng thống Zelensky còn tồn tại sau khi xung đột chấm dứt, thì kiểu gì cũng sẽ phải trả những thứ đã được cho mượn. Kể cả là những thứ được cho mượn đã bị phá hủy, tiêu diệt, thì sẽ phải bồi thường bằng tiền. Nhưng nếu mà chính quyền ông Zelensky đi tong sau cuộc chiến, thì lấy ai mà trả lại cho Mỹ nữa? Ấy là còn chưa kể đến việc Mỹ lo lắng rằng những vũ khí, khí tài ấy có thể không phải bị phá hủy, mà rơi vào tay của người Nga, thì xem như là bao nhiêu bí mật về công nghệ sản xuất, vận hành những vũ khí, khí tài quân sự ấy sẽ bị người Nga nắm được hết. Đó mới là điều mà Mỹ và phương Tây lo sợ hơn cả. Cho nên là chỉ những lúc cấp bách thì mới bơm cho một ít để duy trì cuộc chiến thôi, chứ không để cho tràn lan được. Đó là cái hay của nước Mỹ trong việc làm giàu cho bản thân từ trên vai của kẻ khác. Và điều này đã được chứng minh trong suốt lịch sử của chiến tranh từ xưa đến nay. Họ luôn là nước thu được nhiều lợi ích nhất sau mỗi cuộc chiến lớn. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.